Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có lực lượng chức năng tuần tra giám sát an toàn giao thông trực tiếp và hệ thống camera giao thông ghi hình phạt nguội. Tại Đà Nẵng, những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ còn được người dân chụp ảnh quay phim gửi cho lực lượng chức năng thông qua mạng xã hội. Trong thời gian qua, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý nhờ phát huy vai trò giám sát của người dân, camera đặc biệt. Mới đây, anh Nguyễn Phước Sang điều khiển xe ô tô dừng đèn đỏ tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, thì bị xe ô tô khác đi phía sau đâm mạnh vào đuôi xe của mình. Anh Sang rút điện thoại định gọi công an đến hỗ trợ, thì bị tài xế xe khác hành hung, khiến anh Sang ngã xuống đường, bị thương tích nặng. Chứng kiến vụ việc, một số người dân ghi hình đăng lên mạng xã hội. Ngay trong tối cùng ngày, công an quận Sơn Trà đã bắt giữ Phạm Văn Tiến, trú tổ 59, phương Thuận Phước, quận Hải Châu. Hoặc gần đây nhất có trường hợp nằm trên yên xe, điều khiển phương tiện được người dân đi đường ghi hình gửi cho lực lượng chức năng xử lý. Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, phòng đã tiếp nhận hơn 50 tin báo bằng hình ảnh thông qua mạng xã hội và người dân trực tiếp cung cấp. Bước đầu tổ chức xử lý gần 20 trường hợp. Là trong thời gian qua, mặc dù là ở những cái vị trí, những cái nơi không có bóng dáng của lực lượng chức năng thì vẫn có À, những cái thông tin à, những hình ảnh mà do người dân cung cấp. À, qua đó chúng tôi cũng là xác minh à, những cái yếu tố xác thực cũng như là marketing tính thuyết phục và nhận thấy được những cái hành vi này là hành vi nguy hiểm gây bức xúc trong dư luận thì chúng tôi kịp thời à, xác minh xử lý. Cùng với hơn 32.000 camera giám sát an ninh của các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tự lắp đặt tại các tổ dân phố, kiệt hẻm, nhà riêng và gần 200 camera giám sát giao thông được đưa vào vận hành khai thác phủ kín các tuyến đường trọng điểm của thành phố. Thì những camera đặc biệt, những tai mắt của người dân, các hành vi vi phạm khó bị bỏ lọt, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố. Hiện nay vẫn còn nhiều bạn đi tham gia giao thông và chưa thực hiện đúng cái luật đường bộ gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh. Cái việc mà ghi hình lại, gửi cho, cung cấp cho công an ngăn chặn những việc đó xảy ra thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Hiện nay thì đường phố của Đà Nẵng chúng ta thì rất là đông. Hôm nay trục đường địa phương Phủ chúng tôi là đặc biệt là rất là đông. Cũng có những đêm là thanh niên là tụ tập rồi uống rượu rồi đánh võng. Thì người dân cũng có cái nhanh nhạy bán và đồng thời là chụp ảnh gỡ lên. Thì chúng tôi hoan nghênh cái việc này để dùng để để mà có cái cơ quan chức năng họ xử lý kịp thời điều đó là đi từ chính đoán. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của người dân trong công tác giữ gìn an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố kêu gọi người dân hãy đồng lòng đấu tranh tố giác tội phạm, tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm an toàn giao thông qua các trang Facebook, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng, Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng và Truyền hình An ninh Đà Nẵng.